Ngày 20, Đức Mẹ Bảo Vệ, Bologna. Người ta thường than thở về việc cầu nguyện như thế này: ôi, tôi biết mình nên cầu nguyện lắm chứ, và giả như nhớ được thì tôi cũng đi cầu nguyện, nhưng mà lúc nào tôi cũng quên đi mất. Một lần nọ, tôi đã gặp một viên trung sĩ, người đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Anh ta lúc nào cũng bực bội vì điều lệnh quân đội buộc các binh sĩ phải nghiêm chào tất cả các sĩ quan. Mỗi khi phải chào thượng cấp, anh ta quyết định thầm thì một lời kinh ngắn dâng lên Đức Mẹ. Một ngày kia, anh ta cho tôi biết: thưa cha, cha sẽ ngạc nhiên về cách con luyện được một tập quán cầu nguyện. Việc chào các ông lớn bây giờ không còn nữa, nhưng tập quán cầu nguyện thì vẫn duy trì. Việc chào của người lính kia có thể dễ dàng áp dụng vào công việc thường nhật của bà nội trợ, như rửa bát đĩa, trả lời điện thoại, quét nhà cửa, cho đến công việc sắp chữ của người thợ in, cho đến hành vi đốt một điếu thuốc lá. Peter J. Mundun, Crusade of Prayers. Cửa thiên đàng hằng mở. Quyển 1, số 1, tạp chí My Daily Visitor, tháng 2 năm 1957.